Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình là Mãn. Video này chúng ta sẽ tiếp tục với chương 5 tập 1. Nhật Lạc học trần. Chương này chúng ta tiến đến Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn là để nhớ đến cái tập phim mượn quạt của Thiết Kiến Công Chúa ở Hỏa Diệm Sơn để mà dập lửa cho thầy trò Đường Trang Tăng vượt qua cái núi Hỏa Diệm Sơn này nóng bức một cách dễ dàng ấy. Và đây là một cái kiếp nạn phải nói là mượn quạt rất chi là khó hiểu. Ok, thử đánh Long La đi thôi. Trước khi mình coi Tây Du Ký thì mình cũng không hiểu tại sao Thiết Kiến Công Chúa lại không cho con Ngộ Không mượn quạt. Lý do mà mình biết duy nhất á, chính là kiểu Tôn Ngộ Không á, làm cho Hồng Hài Nhi bị bắt lên trên trời, kiểu lên bắt bị bắt lên trên trời tu hành ấy, kiểu mẹ xa con cho nên là khá là cay cú Tôn Ngộ Không khi mà bắt con mình ấy, khiến con mình bị bắt chứ không phải là bắt con mình đâu. Thì từ lúc đó thì Thiết Kiến Công Chúa cũng khá là kiểu cay cú Tôn Ngộ Không mà, cho nên lúc đó gặp lại Tôn Ngộ Không thì cũng chả muốn cho mượn gì cả, kiểu làm khó khăn đủ bề, làm khó khăn các thứ. Cái đó là về chuyện. Còn về mà tác phẩm chính mà khi mà mình biết được ấy thì cái kiếp nạn này do thiên đình tạo ra để mà cho thầy trò Đường Tăng gặp khó khăn trong việc đi lấy kinh. Thì ở phần chơi này thì chúng ta sẽ thấy Ngưu Ma Dương rất chi là khổ. Ngưu Ma Dương khổ vãi ra luôn, kiểu có đứa con là có dòng máu của Dạ Xoa, là người cuối cùng hậu vệ của Dạ Xoa, và bị Linh Sơn là người trên trời ấy tiêu diệt hết giống loài của mình. Và cái lúc mà Hồng Hài Nhi biết ra được thân phận của mình ấy thì bắt đầu mới là đi trả thù, kiếm cách để mà trả thù. Ok, chúng ta bắt đầu thôi, tiến vào bên trong. Đây là một chapter rất là dễ đi và ngắn, nhưng mà nó có một cái khu vực là đường ẩn, sau khi chúng ta phải tiến gần đến gần nhất boss cuối ấy, mới có thể mở được cái đường đấy. Là tí nữa tới gần boss cuối ấy, chúng ta sẽ được một NPC dùng quạt để mà thổi bớt lửa đi, lúc đó có những con đường tiếp mới thể mở ra cho chúng ta đi được. Rồi ở đây thì mấy cái con quái chỗ này thì nó khá là sợ băng với lại độc, cho nên chúng ta cứ dùng những cái trò băng đồng mà chơi mình đập nó chết trời á. Rồi nghỉ ngơi một chút xíu rồi chuẩn bị các thứ. Sau khi hoàn thành chapter 4 thì chúng ta sẽ được một bộ giáp. Bộ giáp này đây là bộ giáp kháng độc, và mình sẽ sử dụng bộ giáp này xuyên suốt chapter này. Đây là bộ giáp kiểu giảm sát thương độc mà mình có thể mặc được khi mà mình build nó chơi là độc ấy. Rồi bây giờ mình sẽ nâng nó. Khi mình dùng bầu rượu á, mình sẽ ở trong trạng thái bị trúng độc, nó rít máu từ từ khá là khó chịu, nhưng mà với bộ đồ này khi chúng ta mặc vào ấy thì khả năng bị trúng độc của chúng ta sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Khả năng bị sát thương độc chúng ta sẽ bị giảm đi. Xin lỗi mình nói nhầm nên nói không quá gì nhỉ. Rồi, let's go.
kìa. Ở đây chúng ta miễn sao đánh con bò này còn 1/3 máu thì nó sẽ kiểu cứ ngừng tay đánh chúng ta ấy. Nhưng mà để cho cái mấy cái lửa kia nó ngừng bắn, chúng ta phải đánh hết cái tụi quái xung quanh đây. Kiểu con bò này nó đang bị khống chế, đang bị say máu, cho nên là giữa địch với lại đồng bọn thì nó cũng sẽ đấm cả hai luôn, nên là chúng ta phải đánh cả hai phe. Lúc này đang bị say máu, chả biết ai là ai. Đấy, chúng ta phải đánh bại hết mấy con này thì lửa ở trên kia mới không bắn chúng ta nữa. Ở đây thì đa số tất cả những con ở đây đều sợ băng với lại độc. Quên mang theo thép định thân rồi, mình không dùng thép dành lửa rồi. Rồi, mình thấy là xong. Nhưng mà đợi tí đã, mình phải lụm hết đống rương ở đây rồi nói chuyện với ổng luôn lần. Vẫn còn tụi này ở đây, bảo sao lửa nó vẫn cứ bắn. Rồi ở đây sẽ có ba cái rương, hai cái rương ở dưới và một cái rương ở trên. Chúng ta có lấy cho xong đi đã rồi lên nói chuyện với lại có con bò ở trên kia. Con bò này nó có một cái website rất là quan trọng, chúng ta phải làm nhiệm vụ của nó thì mới có thể vào được cái chỗ gọi là map ẩn của chapter này. Nếu như mà mọi người không làm nhiệm vụ con này thì chắc chắn 100% sẽ không vào được cái map ẩn ấy. Mà làm nhiệm vụ của nó thì cũng dễ thôi, nhưng mà vấn đề rất rối. Nếu mọi người chơi tiếng Anh thì mọi người sẽ một số bạn sẽ không hiểu và sẽ không biết được vị trí kế tiếp của nó đi là ở đâu. À, chúng ta cứ nói chuyện NPC, nói khi nào lặp lại lời thoại là coi như xong. Rau你的事我早有耳闻，你要寻的东西，老大王定然知道。哼，如今山里生了妖孽，不知哪里冒出这些个阴兵。 上山的关隘也被几辆棺材车拦住，冒着邪火烧老子。我想你有些溜撒，寻个法儿把他们都拆了，如何？棺材车又叫五行车，是大王的孩儿炼化出来的异物，厉害得很。那车怕不只是阻止我等上山，我觉得其中定有蹊跷。 眼下老子还得守住山门，这火焰山乱成一团，没了我可不行了。棺材车又叫五行车，是带我孩儿炼化出来的。Đi thôi. Ở đây vẫn còn một cái rương nữa chúng ta chưa lấy. Rồi phía trên đây nó sẽ có một cỗ xe. À, chúng ta cần mặc cái áo kháng lửa này vô cái đã. Rồi đi thôi. À, để coi nè. Ô mình quên mất là mình đeo cái găng tay này mới đúng này. Ok đi thôi. Trên đây chúng ta sẽ tháo một cái cỗ xe. Cỗ xe này được lấy theo kiểu 5 cái ngũ hành. Có việc có 5 cái cỗ xe như thế này. Thì đánh con này đầu tiên cũng dễ thôi. Mình cứ đi trên tay. Lấy cái linh ẩn.
Thôi rồi mặc kệ, đừng có nhảy xuống. Ở đây sẽ có con đường vòng. Đấy, vòng ở đây chúng ta sẽ cắm ngang cái miếu nhỏ này, nghỉ ngơi để lưu lại vị trí, sau đó là đánh đít đó. Rồi, ok. Đầu tiên là cứ lao vào quạt gió nó trước. Đấy, cứ như thế, cứ dùng cái con chim này mà đánh thôi. Ở đây mấy cổ xe rất chi là sợ băng. Và nhớ mặc áo cà sa vô để không có bị dính lửa của nó nha. Lửa của nó khá là đau. Xong khá là đơn giản thì chúng ta sử dụng băng với lại điểm côn để mà đánh. Rồi tiếp tục tiến lên đi tiếp thôi. Cẩn thận mấy cái con nữa, nó có thể ấy, nó sẽ nổ ấy, cho nên là đánh xong tụi nó thì chạy cho thật là xa và để nó nổ một phát là bị chính lửa ngay. Rồi nếu như mọi người đập nó hai lần liên tiếp thì coi như là nó ngủm luôn ấy, nó không còn nổ được nữa. Còn nếu mọi người đánh nó theo kiểu bình thường ấy thì nó sẽ phát nổ. Đánh nó mà đập nó hai phát thì đánh nó quá đau hay đánh nó quá mạnh chết liễu rồi vẫn đập thêm một cái nữa thì nó sẽ không có phát nổ như thế. Ở đây thì mọi người cứ lợi dụng cái phép đóng băng mà đánh thôi, cứ lao vào vừa đóng băng vừa xây côn như thế này nó chả làm gì được. Ta quay lại cái chỗ của hồi nãy, ở đây có một cái rương. Và ở chỗ bắn cung khi nãy có một chỗ để ngồi thiền. Rồi, chúng ta đi xuống dưới đây trước nhé. Dưới đây sẽ có một cái rương và có chỉ vàng ở đây, cái món vật phẩm dùng để nâng cấp giáp ấy. Rồi,
Rồi sau khi xong thì chúng ta đi lên trên. Chỗ này khá là dễ đi. Nói chung là cũng không có lằng nhằng và khó khăn như là cái chapter 3 với chapter 4. Đây cũng gọi là cái chapter phải nói là dễ đi nhất luôn. Dễ đi nhất trong tất cả các chapter. Ờ không nhỉ, chapter 1 thì cũng khá là dễ đi. Nhưng mà đối với mình thì đây là cái chapter phải nói là nó như là một cái màn đi cảnh, một con đường thẳng vậy. Cứ đi một con đường thẳng là sẽ có tất cả các món đồ ấy. Xong rồi cái nắp sấy thì nó không có target vào con dơi, thì nó phải target vào con dơi thì mình mới đỡ khổ. Thôi mình là khổ như chó thế này. Ok cũng thân này, mình khá là ghét con dơi này. Rồi ok đi tiếp thôi. Rồi, ở đây thì mọi người cố gắng đánh con dơi này trước nhé, không thôi nó tí nữa nó rất là quậy. Ok thì thực sự rất cộng cờ. Ok mình thấy là xong, hôm đó mới qua đây đánh tụi này. Oh no. May quá, xài chiêu kịp không thôi là bị ngổ banh người rồi. Bào chế thì khi nãy chúng ta có lượm được một cái món bào chế. Cái này dùng để nâng cấp cái chiêu phân thân ấy. Cái chiêu gọi mau hầu ra mười. Rồi ok. Thế này là ổn rồi. Và khi đến đây chúng ta sẽ đối đầu với lại một con tinh phách. Con này là thạch phụ. Thạch phụ này thì liên quan tới chapter 2. Chapter 2 thì chúng ta có đánh nhau với thạch mẫu. Phải đánh nhau với thạch mẫu thì chúng ta mới giết được cái con người đá ấy. Cái con người đá mà để chúng ta biến hình ra để chặn bớt chiêu lại. Thì đây là thạch phụ. Thạch phụ hiện tại đang ôm trên tay là một cái bộ xương. Và bộ xương này là bộ xương của một nữ nhân. Kiểu thạch phụ đi từ chapter 2 đến chỗ chapter 5 này chỉ để cố gắng hồi sinh người phụ nữ hắn đang ôm trên tay. Và ở nhà thì thạch mẫu với lại con của hắn thì cũng vẫn đang ở nhà đợi hắn trở về. Không, hiện tại thì nhầm là hiện tại thì con của hai người này là thạch con ấy thì được thạch mẫu trao cho sức mạnh. Thạch con thì chưa có đủ tuổi để mà nhận sức mạnh, nhưng mà vẫn được thạch mẫu trao cho sức mạnh để đi tìm cha. Và thạch con đang ở đâu thì sau khi hoàn thành chapter này đến chapter 6 chúng ta sẽ thấy được thạch con. Ok, lượm tí dược liệu nè. Để qua đây thử vận may một chút. Ở đây thì có cái rương, trước cái rương sẽ có một con yêu quái này đứng đây nó canh. Và khi mọi người đánh con yêu quái này có tỷ lệ rớt ra cái mặt nạ đang đeo ấy. Cái mặt nạ đang đeo thì nó tăng tỷ lệ rớt đồ từ những con quái mà mình chúng ta đánh. Khá là ngon. Nhưng mà để rớt ra thì nó cũng vẫn có tỷ lệ. Hay mọi người cố gắng farm nha. Đây là vị trí mình cảm giác như là pha con này dễ nhất rồi đấy.
kệ, phải thế là xong. Và mình xui xẻo, không rớt ra gì cả. Nắm này để kích nổ nha. Ơ kìa, sao cứ dãy thế để người ta kích nổ nè. Ok, thế là xong. Rồi, dùng 4 cái nổ côn đập con này phát con nhanh. Và thực sự là cái lobby này nó khá là khỏe. Khi mọi người chúng độc, mọi người dùng cái gây gậy hiện tại mình đang đánh. Dùng 4 điểm nổ côn đập phát là những con quái mà bị ăn đập ấy chắc chắn sẽ đập. Nó nổ đấy, y chang như lúc nãy mình nói. Cẩn thận, ấy nó lại nổ nữa rồi. À, mình mới vừa đứng dậy chưa kịp định hình gì cả, nó nổ thêm cái nữa. Vậy không sao cả, ở đây có linh ẩn là lấy lại. Rồi, ở đây là chưa xong đâu nha. Mọi người đi sát về bên trái. Đây, sát rìa bên trái. Rồi nhớ cái con cung khi nãy chúng ta đứng bên kia nó cứ bắn rỉ rỉ thôi. Đấy, nó ở đây nè. Ở phía dưới là sẽ là có một món item để nâng cấp bình hồ lô. Ok, coi như ở đây là xong. Chúng ta tiến về cái chỗ khi nãy chúng ta đánh thạch phụ, mở cái cửa gần đấy và tiếp tục đi tiếp. Rồi, ở đây mọi người cẩn thận nha. Mọi người nên dùng phép tụ hình tán khí cho chắc cú thôi, để lệnh lụm cái linh ẩn này. Nếu mọi người không dùng tụ hình đáng khí ấy, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ là cái con xe hỏa khi nãy chúng ta đánh bại ấy, thì sẽ có thêm một con nữa, là con hiện tại đang bắn chúng ta ấy, thì nó sẽ bắn lửa khi chúng ta bị rớt mẹ xuống vực đó. Cho nên là mọi người nên xài cái phép này để đỡ bị ngã vực nha, không thôi là chết nhảm ấy. Ở đây sẽ có 5 chiếc xe như thế này thì tương tự cho 5 ngũ hành. Và hiện tại thì chúng ta có thể đánh được 4 chiếc, nhưng mà một chiếc ấy thì Mã Huynh sẽ đánh bại. Và tí nữa chúng ta sẽ gặp Mã Huynh. Ok, mình trang bị cái chuỗi ngọc đó vô là để chúng ta tăng thêm điểm nụ cô. Rồi, ở đây cũng khá linh ẩn ấy. Mọi người cứ đi từ từ, tại vì trong đây nó khá là tối. Rồi, cẩn thận nha, đây là con yêu quái nấm ấy. Này tụi nó sẽ không có bị đóng băng. Không biết tại sao nhưng mà cái tụi tinh phách này thì nó không bị đóng băng ấy. Bất cứ con tinh phách nào. Cái này mình nghĩ chắc sẽ là lỗi. Tinh phách mà nó còn kiểu chống chịu còn hơn cả boss cơ. Boss còn bị đóng băng nhưng tinh phách thì không.
cái tuổi tinh phách mà trên người nó có lửa xanh ấy, còn tuổi tinh phách khác thì không, thì vẫn bị đóng băng như thường. Còn cái tuổi mà có cái lửa xanh trên người như thế này là tụi nó không bị đóng băng. Mình nghĩ là chắc là do kiểu người tụi nó có lửa cho nên là tụi nó không có bị lạnh được, lúc nào cũng cháy cháy. Nên mọi người cứ cẩn thận nha, cái tụi mà có lửa lửa thế này không bị đóng băng đâu. Chúng ta cũng có thể dùng cái con dơi băng để chơi cũng được, nhưng mà con dơi băng nó có nguyên khí rất là cao. À, khi mà tích á, thì nó sẽ tích lâu hơn cái con đại bàng này rất là nhiều. Cho nên đó lý do tại sao mình sử dụng cái con đại bàng này. Con đại bàng này hiện tại mình không có mặc set mà hồi nguyên khí, cho nên mình sẽ kiểu hồi nó hơi chậm một chút. Nhưng mà khi mọi người sử dụng cái con dơi băng ấy thì nó cần một lượng nguyên khí cao hơn, mà chúng ta còn không có mặc cái bộ đồ của chapter 3 ấy. Hoàn thành chapter 3 mọi người sẽ nhận được một bộ đồ khi tính ra tỷ lệ chí mạng sẽ hồi nhiều hơn nguyên khí ấy. Thì nó sẽ hồi nhanh hơn cho con dê băng ấy. À, không mặc bộ đấy thì mọi người tài dùng tạm cho mình cái con đại bàng này cũng được, tại vì nó ít nguyên khí, hồi nó sẽ nhanh hơn. Mọi người quay côn khoảng 2 tên như thế là xong, là hồi. Còn khi có bộ đồ mặc vào thì hay lắm, bị phá chưa. Có bộ đồ mặc vào thì mọi người chỉ cần một tên định thân quay côn thế này thôi là nó đã hồi rồi. Đấy, nó đã hồi. Chúng ta có điểm nộ. Sao chật vật thế này, đóng băng như này từ nãy tới giờ rồi, phá trong một điểm tinh phách, phá trong 4 điểm nổ côn. Khá là khó hiểu khi mà mình đập một gậy mình đập lên cả lốc xoáy của mình bay mất. Cái cổ xe rất là trâu, nếu như mọi người đánh theo kiểu bình thường ấy thì nó sẽ phun lửa, nó sẽ dãy dụa rất chi là khó chịu. Nhưng mà nếu mọi người kết hợp đóng băng và khống chế nó như thế thì mọi người chỉ dễ thở hơn rất là nhiều. Nó có chiêu nổ lửa rất là khó chịu. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đánh hai con boss, một là hai cái đầu. Và mình quên mất là khi mà mình đi đến đây thì mình nên chỉnh thành cái thế đánh chống gậy hoặc là thế đánh đâm côn. Tại vì ở đây sẽ có một con boss nó bay lơ lửng trên trời. Và đánh nó thì mọi người chỉ có thể dùng cái đâm côn để đâm vào mặt nó giống kiểu thuộc đi da vậy. Còn chống gậy thì chống gậy lên trời đập nó sẽ dễ chính xác hơn. Còn khi mọi người dùng cái cây gậy này để đánh thì dùng cái gậy này để đánh thì tỷ lệ hụt rất cao và rất khó đánh. Đây, cái con bay bay lơ lửng này nó sẽ bị đóng băng và bị nhiễm độc, nhưng mà riêng cái đầu lăn lăn dưới đất ấy, thì nó sẽ không bị bất cứ hiểu nào cả. Cái con đầu dưới đất thì nó cứng cáp hơn, nhưng mà nó khá là kiểu đơn giản, tại vì nó không biết bay cho nên nó rất là dễ đánh. Nhưng mà riêng con ở trên nó rất là yếu, nhưng mà nó khó đánh tại vì biết bay. Cái con ở đây thì mình cứ tích nộ, thường thường thì mình chơi theo cái kế côn kia ấy, thì mình tích đủ nộ, sau đó mình dùng hết 4 điểm nộ côn nó sang mình đập cái con bay bay này nè. Nhưng mà mình quên mất nên là bây giờ mình sẽ dùng cái lửa gió để khống chế nó một chút. Mà chắc cũng chả khống chế được đâu, nó bay khá là khó chịu. Cho nên chơi đến đây thì mọi người thông cảm là chơi giùm hai cái thế côn kia nhé. Mình chơi thế này chắc sẽ rất chật vật đấy. Cái quái nào tụ hình tán khí nó vẫn đuổi theo vậy. Mọi người cũng có thể dùng cái đòn thục côn, dùng đòn đâm côn đâm cái đầu này bay thẳng vào trong cái đầu bay bay trên trời, nó sẽ bị loạn choạng. Thật là tiếc là tại vì mình không có làm được
Đây mình mang sai thế cô mất rồi. Đấy, nó sẽ rất dễ bị hụt. À, gió đóng băng thì nó vẫn bị đóng băng, nó vẫn bị chống độc như bình thường thôi, nhưng mà nhiều khi nó bay khá là cao. Cho nên là dùng đồ thuật với lại đồ chống gậy nó sẽ dễ hơn nhiều, nhưng mà dễ nhất vẫn là cái đồ đâm. Mình có thể đâm cái đầu này bay lên trên, cái con đang bay trên đây nó sẽ bị đạn cạn ngã xuống. Điểm không lành có để nó sẽ bị đóng băng trên trời. Đây, khi nó bị đóng băng trên trời mọi người chỉ có 3 điểm nổ côn thôi, thì cái lợi đập chúng nó thì sẽ đập hụt nó sẽ khá là cao. Mong mình sẽ đập chúng mày thế à? Ok. À, sao mà chật vật thế nhỉ? Chỉ mang sai, sai thế đánh thôi mà. Mà dù sao con boss thì cũng sẽ rất là dễ đánh, cho nên là cũng không có cần phải quá nghiêm trọng mà cần phải đổi thế làm gì cả. Chắc chắn là ai đến đây cũng sẽ đánh cỡ một hai lần là qua thôi.姚姓，姓甚名谁？老实说来。若有半句变化，叔叔的听罢可不长眼。哼，好险好险，多谢恩人搭救。我是大力王的女儿，名叫平平。胡说！牛魔王何来女儿？哄骗我老叔，讨打！我。 我记得你，我母亲玉面公主，就是被你所杀。母亲死后，我便一直跟着父亲生活。铁扇公主心善，认我做了养女。后来，哥哥从南海学成回来，我们一家团聚，终于过上安宁日子。 哥哥一向孝顺，对我也甚是关照。可是不知怎的，不久前他忽然性情大变，他悄悄招了火云洞的旧部过来，先是求了父亲，又困住母亲。我实在没有法子了，才跑出来搬救兵。可可的一出山口，就撞见了哥哥的手下。那牛魔王神通无穷，我跟师兄两人且斗他不过。 铁扇仙更有灵宝护身，怎么到了你这女怪嘴里啊？说求就求了。谁能料到自己儿子反目成仇？做父母的，谁又真的狠心对亲生孩子动手？呆子，
这小狐狸哄你玩呢！你们看看这里，若不是哥哥的三昧真火，又怎会落得如此凄惨？不好，父亲性命顷刻即休，请猴哥哥务必助我一家渡此劫难。 山极凶极险，这只脚镣虫儿的确受好，倒是自有用处。哎，这声音耳熟的很呐，老朱我去探探便知。来不及了，猴哥哥，我在前面带路。 OK, vừa rồi là Bình Bình là con gái của vợ hai của Ngu Ma Dương. Thì Bình là có thật nha mọi người. Bình là kiểu con của vợ lẽ. Lúc trước thì Chư Bát Giới có kiểu một cào đánh chết vợ lẽ của Ngu Ma Dương. Nhưng mà trước đó thì hai người đã có một đứa con. Đứa con đó là Bình, cũng là hồ ly luôn. Và theo mình đánh giá đây là NPC nữ đẹp nhất mà mình từng thấy trong cái con game này. Còn những NPC khác thì mình thấy không đẹp mà. Mà những nhà đánh giá game phương Tây thì bảo game này rất là thiếu giới tính, rất là thiếu nữ, nhưng mà mình cảm giác là thiếu, không thấy thiếu gì cả. Nó thực sự phải nói là rất là cân bằng ấy. OK, ở đây chúng ta hấp thụ năng lượng và đi tiếp nè. Đây, và ngay cái khu vực này sau này chúng ta sẽ quay lại đây nhé. Ngay cái chỗ cái đám lửa này này, khi mà sau này sẽ có NPC là Bình ấy, sẽ dùng cái quạt ba tiêu để mà quạt bớt lửa đi ấy, thì lửa chỗ này sẽ được dập tắt. Và khi dập tắt thì ở đây sẽ có một con đường nữa. Đấy là con đường dẫn đến vị trí của mấp ẩn. Và chúng ta phải kết hợp làm nhiệm vụ của con trâu đầu tiên mà chúng ta gặp ấy, thì lúc đó chúng ta mới vào được cái map ẩn đấy. Giờ trước tiên chúng ta có đi đến cuối map cái đã. Rồi, cứ nhảy xuống thôi. Dưới đây thì mọi người lưu ý làm nhiệm vụ của Mã Huynh thôi, chứ cũng chả có gì quan trọng cả. À, mình quên mất là ở ngay đây có mấy con người đá như thế này. Mấy con người đá này có tỷ lệ rớt ra một món item 5 rượu nha, mình có thể farm. Nhưng mà sau này sẽ có một chỗ để mà farm nguyên liệu nó dễ dàng hơn là cái chỗ này. Rồi, còn một con nữa nằm ở đâu nhỉ? À đây rồi. Chưa đến gần mà nó lao đến luôn rồi. Ghê. À, với lại mọi người nhớ mặc cái áo cà sa này, cứ mang theo trang bị áo cà sa này trên người nhé. Tại vì ở đây có rất nhiều chỗ gọi là lava ấy, là nham thạch ấy. Thì chỉ có khi chúng ta trang bị áo cà sa như thế này, chúng ta mới không bị mất máu từ từ khi đứng ở dưới nham thạch thôi.
Tí nữa sẽ có rất nhiều nham thạch, cho nên là mọi người cứ trang bị và nói chung là trang bị xuyên suốt luôn ấy. Trang bị từ đầu cháp tới cuối cháp luôn. Đừng có tháo ra làm gì nữa. Rồi, chúng ta cứ thế mà đi tiếp thôi. À, mọi người cố gắng đi sát trái giúp mình nhé, đừng có đi phải. Đi phải thì mọi người rất dễ bị té xuống dưới cái vực ấy. Mọi người cứ cẩn thận là được. Mình khá là dễ bị ngã ở dưới chỗ này. Nói chung là một số thứ khá là chớ chiêu. Cho nên là mọi người cố gắng ôm sát trái mà đi nhé, đừng có đi sát phải. Cứ ôm sát trái mà đi, kẻo bị ngã xuống cái vực bên phải. Ngã xuống gì cũng chả có sao cả, cũng không chết, nhưng mà bị mất phương hướng ấy, rất là khó chịu. Đây, no, no! Hay lắm, mình vừa bảo là cố gắng, nhưng mà cuối cùng mình cũng bị ngã. Thấy mọi người cứ cẩn thận nha, ây da. Mà cũng không sao cả, mọi người khi ngã xuống đây thì cũng đỡ đánh con tinh phách như thế này. Tí nữa mình đi đường trên thì mình cũng đi đường ở dưới để mà xuống gặp tinh phách thì thôi. Nhưng mà cứ ngã xuống đây thì đi nhanh hơn đó mà. Rồi. Mọi người nhớ trang bị giúp mình áo choàng cà sa kháng lửa chapter 1 nhé. Phải có cái áo choàng đó thì đi trên lava nó không bị đốt từ từ ấy. Còn nếu không mang nó mà mọi người mang những cái báu vật khác thì mọi người sẽ bị rít máu khá là khó chịu ấy. Rồi thì lỡ ngã xuống rồi thì bây giờ mọi người cứ ôm sát trái mà đi thôi. Ôm sát trái là coi như là y chang như chúng ta đang đi ở phía trên vậy. Đánh con những cái con sâu lửa này nó có tỷ lệ rớt ra một món vật phẩm, và cái món vật phẩm đó dùng để kích hoạt một con boss. Con boss nó cũng y chang như con này thôi, nó là mẹ của những con này, cho nên là phải đánh những con này để mà rớt ra được món vật phẩm. Chúng ta cần 4 món vật phẩm như thế để có thể kích hoạt được con boss. Ok, và chỗ này thì là đường cũ thôi, không chả có gì cả. Thôi thì mình nên lên trên kia để mà đánh cái con cầm khiên. Để mình nghe hết lời hội thoại nha các mọi người. Lời hội thoại này chính là con boss ở chỗ đây. Một con boss nó khá là kiểu nó bị ngố ấy. Còn con kia thì nó thông minh hơn. Lại nữa rồi. Thôi bỏ qua nha mọi người. Kiểu ở trên đó đánh xong con này cũng y chang như là chúng ta đi từ trên kia đi xuống đây vậy. Cũng chả có gì khác biệt cả. Nó vẫn là như thế. Thôi thì bỏ qua vậy. Đấy, mọi người đi từ đây mọi người nhảy xuống chỗ này. Rồi, lấy cái linh uẩn. Cũng giống như ở phía dưới mọi người đi thôi. Nói chung là lần này mình hướng dẫn không đúng kịch bản cho lắm. Tại vì mình đã bị ngã, bị té vật ấy, cho nên là nó hơi lộn xộn, mọi người thông cảm nha. Rồi, chỗ này thì mọi người cứ đánh bại hết cái lũ yêu quái thạch này thôi. Rồi, lụm. Cái này có rớt ra hạt giống đó nha. Nếu mọi người may mắn có thể farm chỗ này. Gặp cái cục đá này thì mọi người nên đặt nó trước, đừng có để nó nhảy lên, nó khó chịu lắm. Rồi, lượm thảo dược. Rồi ngay đây chúng ta sẽ có một con tinh phách người đá. Con này cũng bị đóng băng nhá, cứ thoải mái. Nhưng mà chỉ khác là nó không có bị nhiễm độc thôi, tại vì nó là cục đá mà.
cứ chạy cối xe côn rồi xài phép liên tục thôi. Những cái lối chơi này nó kiểu đơn giản và khá là nhẹ, thấy cái xây khi nào đủ thì nó lại hoạt tiếp thôi, cứ thế nhịp nhàng và từ từ. Cái con này khi mà mọi người đập vào tay trái hoặc tay phải của nó sẽ bị bể đi, nó sẽ bị cục mất hai cái tay đi. Mọi người có thể nhắm vào tay trái hoặc tay phải để đánh. Nhưng mình thì cứ quay côn đánh như thế này để khống chế liên tục thôi, nó sẽ đơn giản hơn. Là phải cứ cố gắng tập trung vào tay trái hoặc một tay phải. Đấy, và nó vỡ luôn cả hai tay. Ok, ngã xuống nó còn đè mình thêm phát nữa. Làm game rất chi tiết ha. Rồi, và thế là chỗ này coi như xong. Chỗ này nó khá là rộng. Nó rộng cũng không có gọi là quá đâu, nhưng mà nó ở đây nó có cả Mã Huynh nữa. Chúng ta cần làm nhiệm vụ Mã Huynh. Và đây là chỗ cuối cùng để chúng ta làm nhiệm vụ Mã Huynh. Rồi, mọi người cứ đi lên đây. Phía dưới đây còn một cái linh ẩn nữa. Và đến được canh chừng bởi hai con thạch nữ. Cái con này đá khá là khó chịu. Rồi xong. Thôi cộng vào sát thương bạo kích vậy. Bây giờ chả biết cộng gì ngoài cộng mấy cái đó cả. Còn nếu mọi người cần xài thêm chiêu tụ hình tán khí, có thể cộng vào tụ hình tán khí cũng được. Mình thì cộng thêm đam, một chút đam cho nó khỏe lên. Rồi, ngay đây chúng ta lại tiếp tục thấy một cái cổ xe nữa, nhưng mà cái cổ xe này đã bị đánh bại rồi. Và người đánh bại chính là Mã Huynh. Cố gắng đánh mấy cái con này nhanh nhất có thể. Đó, chúng ta rớt ra được hỏa linh xa này. Đây là vật phẩm để kích hoạt một con boss. Nó nhìn hình dạng cũng giống y chang như mấy con sâu vậy thôi, nhưng mà nó cần 4 cái hỏa linh xa đấy để mà có thể kích hoạt boss. Còn cái con khỉ này nó cũng là khỉ ở trong bầy của Hoa Quả Sơn luôn, nhưng mà tụi nó phải di cư đến đây để mà kiểu sinh tồn. Và ở đây thì tụi nó được Ngu Ma Dương nhận và bị bệnh, cho nên là tụi nó mới mọc cánh như thế. Mọi người có thể xem du ký của mấy cái con khỉ đấy ở trong phần du ký nha. Có cốt truyện về mấy con khỉ ở Hoa Quả Sơn khá là tội, khá là chật vật nhở. Trời ơi, mình thì không muốn xài quá nhiều phép, tại vì tí nữa chúng ta sẽ phải đánh boss ấy, cho nên là mình không muốn xài quá nhiều phép. Mình cố gắng tiết kiệm để mà tí nữa chúng ta đánh boss luôn, đỡ phải quay về cái miếu nhỏ rồi sau đó phải chạy một mạch đến chỗ đánh boss nữa. Rồi, cái rương đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, ở đây thì Mão Huynh sau khi mà đánh bại thì cái cổ xe này ấy, thì Mão Huynh không may là bị nó nuốt chửng vào trong bụng. Và lúc này ấy, thì Mão Huynh thì cũng bị lừa, cũng bị thổ địa ở đây lừa là bị lấy mất cái hồn đi. Thì tí nữa chúng ta đánh xong một con boss và quay lại đây có thể lấy được cái roi này ra và có thể lấy được hồn của Mão Huynh, siêu thoát cho Mão Huynh. Hiện tại chúng ta chỉ đứng ở đây kéo dây và nghe những lời thoại cuối cùng của Mã Huynh mà thôi. Và ở đây coi như là chúng ta kết thúc nhiệm vụ của Mã Huynh. Tí nữa khi lấy hồn phách của Mã Huynh thì chúng ta có thể biến thân thành Mã Huynh mà cầm roi để đánh ra roi lửa hoặc roi điện. Một cái tinh phách cũng khá là mạnh đấy. Mọi người cứ kéo khi nào hết lời thoại thì thôi. Cái con cầm khiên này nó có một cái tinh phách khá là thú vị. Thì tí nữa mọi người sẽ phải đánh nhau với cái tinh phách của nó và lấy tinh phách của nó. Tinh phách của nó là khi mọi người biến hình thành nó thì mọi người sẽ dựng một tấm khiên, kiểu tấm khiên nó sẽ tồn tại ở vị trí đấy cho đến khi nào mà có ai đánh vỡ nó. Thì cái tấm khiên này phải nói là rất là thú vị và chúng ta có thể chơi cái lối đi đó cũng khá là vui. Rồi đi lên trên đây thôi. Đây là tinh phách của con cầm khiên khi nãy. Và mọi người nhớ đánh cái con sâu này trước nha. Không thôi là mọi người đánh con khiên nó cứ gãi. Và như mọi khi thôi, con này nó có lửa trên người nó thì nó không bị đóng băng, cho nên là đừng có xài chứ nó mất thời gian làm gì nữa. Đấy, cái đập như có thể. Và nó còn không bị trúng độc nữa cơ. Con này bất hoại rồi. Rồi, cái tấm vải cam vừa rồi nó giúp chúng ta nâng cấp lên đồ cam. Và khi mọi người chơi đến phần cuối game ấy thì chỉ có thể nâng cấp được một bộ đồ duy nhất thôi. Nói chung là tí nữa sau khi kết thúc chapter này ấy, thì mình sẽ khuyên mọi người nên nâng cấp bộ nào là tốt nhất. Ok. Rồi, lên đây thì chúng ta sẽ phải đối đầu với lại một con boss. Mình không muốn mặc áo khoác choàng nên là mình uống cái thuốc kháng lửa này vô luôn. Rồi, nên chúng ta sẽ đối đầu với lại hai con boss, là hai con boss kiểu nó thì thầm với nhau khi nãy. Một con boss bị kém trí tuệ và một con pháp sư. Hai con này là tay chân của đại vương. Đại vương ở đây tụi nó nói đến đó chính là Hồng Hà Nhi. Đừng!
Vũ Lý Vân và Vân Lý Vũ, tên đọc như kiểu cả lưỡi. Ok. Mà tụi này cũng sợ băng và đọc nha. Cho nên là cứ thoải mái đóng băng và đọc tụi nó để mà đánh nha. Không biết mình có thể gây thêm đam không. Rồi ở khúc này mọi người, khi mà nó chống cái gậy xuống rồi mọi người chạy thật xa ra nhé. Lúc này nó sẽ kiểu flash vào mặt mọi người. Rồi, lúc này con boss thứ hai nó sẽ xuất hiện. Con này nó cứ tàn hình nó ẩn thật thôi. Và nó vẫn y chang con kia. Xuất hiện một con pháp sư nó khó chịu hơn rất nhiều, cho nên là mình muốn tìm pháp sư đấm nó trước. Xong. Cứ lặp đi lặp lại cái combo như thế thôi. Độc và băng. Khống chế và quay côn. Kẻ thù sẽ bị rít máu bởi độc và bị khống chế bởi đóng băng. Lúc đó người thích làm gì thì làm. Kiểu sẽ có rất nhiều thời gian để thở hơn. Và boss thì cũng sẽ ít tung ra chiêu hơn. Ok, chúng ta đi tiếp thôi. Và đến đoạn này chúng ta gần như đi được 1/3 của chapter rồi. À, cái vũ khí này sau khi mà đánh bại con người đá khi nãy chúng ta sẽ được nghiệp hỏa tinh. Thì tí nữa sẽ còn hai con boss nữa để chúng ta đánh ra lấy nguyên liệu để nâng cái cây gậy đấy. Cây gậy đó cũng khá là ok. Cây gậy đó khi mọi người sử dụng điểm côn thế từ 3 trở lên, 3-4 điểm côn thế nó sẽ đập ra một cái thảm lửa dưới đất. Một cái vũ khí khá là mạnh ở cái chapter kế tiếp. Chapter 6. Mà mình sẽ dùng cái cây gậy đó để đi lòng vòng đánh cho vui. Thank you.
Ok. Ở đây có một cái rương nữa. Quanh đây thì mọi người cứ đi xuống với cái phần nham thạch này trước. Tại vì ở dưới đây sẽ có một cái rương ấy. Và sẽ có khá quái với lại dược liệu để mà chúng ta lấy nữa. Nhảy lên trên đây. Ở đây vẫn còn cái linh ẩn. Và đối diện ở đây vẫn còn cái linh ẩn nữa. Ở dưới hầm cầu dưới đây còn một cái linh ẩn nữa. Hình như hồi nãy mình lấy rồi thì phải. Đây, ở đây vẫn còn cái linh ẩn nữa. Và nhặt thôi. Cái tụi ở trên tụi nó phát hiện ra mình. Và hay lắm, sử dụng tụ hình tán khí tụi nó vẫn phát hiện. Rồi thì thôi vậy. Rồi ở dưới gầm cầu thì mình lấy rồi, cho nên là mình đi tiếp thôi. Đấy, mọi người cứ đi ở phía dưới đi cho xong rồi bắt đầu chúng ta mới đi ở trên đường trên cầu nha. Thì như thế thì chúng ta sẽ diệt được hết tất cả cái quái ở đây. Có thêm linh ẩn và kinh nghiệm. Thì mọi người nên siêng đánh quái một chút. Tại vì khi đánh quái chúng ta có linh ẩn kinh nghiệm ấy, chúng ta sẽ được nhiều linh ẩn hơn, cấp cao hơn, khỏe hơn, đi game sẽ dễ hơn. Ở đây thì mọi người cứ auto gặp cái thằng pháp sư này cứ đánh nó trước. Băng. Mọi người có thể lấy con hổ rắn ra để mà gầm cho gã ngã. Con hổ rắn thì ngã nhiều hơn cơ. Hổ rắn thì dễ ngã hơn. Ừ, cái gì thế này? Tại sao kiểu nó bị đóng băng phát nó dịch chuyển về vây cái nó đầy máu lại vậy? Game. Này lần đầu tiên mình gặp đi. Hay lắm, tôi cũng xong một gậy. Rồi. Bây giờ thì từ từ đi lên trên đường ở trên đây nha. Để kiểm tra xem. Đây cái thằng pháp sư khi nãy phát hiện ra mình đập nó trước cái đã. Ok xong. Cái linh ẩn chỗ này hồi nãy chúng ta chưa lấy được. Tại vì có tụi pháp sư này tụi nó cứ bị phát hiện ra chúng ta ấy. Bây giờ chúng ta lấy linh ẩn. Rồi từ từ hãy đi tiếp nha. Ở khu vực ở đây à, ngay cái thằng pháp sư lửa này. Đình thai cứ đánh. Không thôi tí nữa người vào nói chuyện là nó đốt đít mọi người khó chịu lắm. Đấy sau đó mọi người đi thẳng vào trong cái điện này. Ở đây chúng ta sẽ gặp lại cái NPC vác hồ lô lưng ấy. Rồi ông ta sẽ cho chúng ta cái bình hồ lô 10 lần uống. Nếu như chúng ta đã nâng cái hồ lô chúng ta lên 9 lần. Ok, ở đây tuyệt đối là mọi người phải nâng cái hồ lô lên 9 lần nha, 9 lần uống sau đó mới có thể lấy được cái hồ lô 10 lần uống thì nhé. Còn nếu mọi người chưa nâng ấy thì đến đây thì mọi người sẽ không lấy được cái hồ lô 10 lần uống như đâu. Phải nhất định là phải nâng lên 9 lần. Ở đây khi mà đánh xong hai con khủng lồ này mọi người sẽ được một cái báu vật. Cái báu vật này là khi máu mọi người đầy mọi người sẽ được tăng sát thương. Và nó khá là khó chịu khi mình cứ quay côn và mình cứ quay dưới háng nó không được quay được chân. Đây, một gậy nè. Ừ. Con game này làm hút khóc, mình cảm giác rất khó chịu nha. Nó to thế mà cầm gậy đập vẫn phục được. Ok, mình chỉ cố gắng đứng ở bên chân này để quay mình biết thế nào cũng dịch chuyển mà chính giữa. Vẫn hụt, tuyệt vời. Perfect luôn ấy. À không sao.
Rồi trước khi đi ở đây chúng ta ở đây còn một cái linh ẩn nữa, ba cái linh ẩn mới đúng, ba cái lửa linh ẩn đây rồi. Nó hơi bị khó nhìn một chút xíu. Rồi còn một con khủng lồ nữa, chúng ta đập nốt thôi. Phải đánh đủ hai con này thì mới được cái báu vật nha. Trong tiềm thức luôn. Rồi xong. Rồi bây giờ là chúng ta tiếp tục đi cái con đường khi nãy. Khi nãy chúng ta đánh cái con tê giác lửa ấy. Hãy cứ ôm tiếp con đường này mà đi tiếp thôi. Rồi gặp quái nào đánh quái ấy, để thêm kinh nghiệm, thêm linh ẩn. Rồi, trên này có cái miếu nhỏ. Chúng ta nghỉ ngơi và chuẩn bị vào đánh boss thôi.别以为做娘的不知你那点小心思，难保不是盼望我们都气死了，好与你哥哥在这山中逍遥快活。母亲冤枉，若不是心有父王安慰，我何苦找到上仙一起来这里央求？狐狸精就是狐狸精，我看你只想骗去芭蕉扇做个人情献给聂儿。 我是父王的亲生骨肉，承蒙母亲不弃，才得以苟活至今。哥哥待我再好，又怎比得上双亲的天恩呢？扇子的事我已已决，当时多造的孽缘，如今不配自怜。反倒是你，挑这个时候来，是何缘由啊？师姐。 这是你的家事，违戒外人，本不便之罪。但平儿找到我，说天命人已经到了火焰山。天命，天命，乖乖听老天命令。气个老不死，名字起得倒怪传神的。他的真实来历，你我皆知。届时，你的儿女也好，丈夫也罢。 连上这罗刹宝地，都难逃灰飞烟灭。一颗身不由己的棋子来了又有何惧？我说老牛与孩儿，我那芭蕉扇，也不是吃素。他前脚得知身世，天命人后脚就到，两事同时发生，师姐，不觉得诡异吗？身世？什么身世？你们在说谁？ 我听闻剩余几个遗物，都已落入天命人之手。
师姐，事已至此，你还不明白吗？是谁让他回来的？那些东西当真是修炼至宝？只怕我们一个个自作聪明，到头来反倒成了助他还魂的祭品。我不在意别人死活，我从来都只在意你一个人。不如我们两个一起走吧，当年在上面我如何待你，今后也会如何待你。师弟，到了这种时候竟只有你还挂念着我，我一下没了主意。来，坐上来与我细说。母亲，不可信他，这厮面露奸相，定有轻薄之意。淫贼，我是白瞎了请你救人，你竟趁人之危，你敢？长辈们说话轮不到一个庶女弄舌。我与你母亲相识的时候，你那父王大约还套着牛梭子，不知在哪里离地呢。淫贼下贱，母亲别信他。一边清静清静。这才好些。师姐，下界之后小仙还从没离你这么近过。师弟，这些年其实我也很怀念宫里的日子。这是猴王猪蹄呀，还能是什么？再不行行你要扑上来啃一口了。杀我也，岂杀我也！好个阿杂东西，竟敢化作师姐模样炸我。哎，老朋友，见什么外呢？咱俩携手剿灭狐狸洞的日子，我老猪也想念他紧呐。狡猾东西，亏我一片诚心，竟着了你这恶心手段。扯什么蛋，这一路的阴兵鬼将，以为老猪看不出是谁的杰作？哟，神侄你也到了，正好正好，与叔叔一起会会这坏了钢城的烂银剑火。孽畜，这么多年了还侥幸难移，我这斗帅宫的无根水一旦落了地，看你还如何放肆。曾经我助你等西行，今日不放，再送一程。Cái con boss này thì nó cũng rất là sợ băng và độc nhé, cũng chỉ là kiểu bình người bình thường, không phải là kiểu cục đá là gì cả. Nhưng mà gã cũng khá là yếu ấy, gã chỉ khỏe do kiểu gã có khả năng sử dụng phép triệu hồi thôi. Đấy, cứ khi mỗi lần mà mọi người đánh yếu máu gã, bắt đầu gã sẽ bay lên trên trời, đã đầu chịu hồi quái cho mọi người đánh. Đây là cái màn đánh boss phải nói là đẹp mắt thôi, nhưng mà về khó thì cũng chả có khó gì cả. Mình thấy cái màn đánh boss này rất là đẹp. Cái quái thì mọi người cứ đánh như kiểu bình thường thôi, cũng chả có gì cả. Thank you.
长修瞎练。Rồi, đánh tới khi mà yếu máu bắt đầu, hắn ta sẽ gọi Mão Huynh ra đánh với chúng ta. Ở đây là linh hồn mà hắn ta đang giữ, hắn ta đang giữ linh hồn của Mão Huynh. Và sau khi đánh bại rồi, hắn ta thì mọi người sẽ phải quay lại. Ok, mọi người sẽ phải quay lại cái chỗ Mão Huynh đang bị cái con cái xe ngũ hành kia nó giam giữ ấy. Mọi người trả lại linh hồn và thế là mọi người xong nhiệm vụ của Mão Huynh. Nào Mã Huynh nhẹ tay thôi. Ây da. Đây. Đó. Cái đánh kiểu bình thường Mã Huynh sát thương to thôi, chứ chúng ta đánh vô chi vẫn thắng được. Yin Yang Zhi Dao, Yi Xiang Yi Bei. Thiên địa 之道, một sinh một giang. Hôm nay, tôi sẽ lấy con mao tặc này để cho tôi Yin Yang. Hả? Cái cha ta thật không có lý lẽ, làm lớn một cái sao vuông, còn chưa đủ chúng ta ăn chứ? Rồi, ở cái màn mà nó có con cá âm dương này, thì con cá âm dương này rất là trâu, nhưng mà nó có một cái mẹo đánh cũng khá là đơn giản. Bình thường nó cũng khá là dễ đánh rồi, nhưng mà thêm cái mẹo này nữa sẽ dễ đánh hơn nữa. Rồi, khi đánh con cá này thì mọi người cứ đứng ở một bên. Rồi cái sân này chia làm hai thế cực, là thái cực đen với lại thái cực trắng. Thì mọi người cứ đứng yên một bên một cái thái cực, mọi người đánh nó. Đấy, cứ đứng yên bên cái thái cực này đánh nó nhé. Rồi nó sẽ chuyển thành màu trắng khi nó ở bên trắng. Rồi, lúc này mọi người cứ đánh như bình thường thôi, nhưng mọi người để ý màn hình của mọi người. Đứng ở màn hình mọi người sẽ bắt đầu kiểu bị mờ dần đi, do đứng ở bên một thái cực quá lâu ấy. Đấy, giờ mọi người cứ để ý màn hình mọi người đang mờ dần này. Đấy, lúc này mọi người chuyển sang màu đen, nó đang lội lội dưới nước. Ây da, không được rồi, từ từ. Pha này nó đang lội lội dưới nước cho nên là nó không có bị ảnh hưởng. Thì thôi bây giờ cứ đánh bên màu đen, đánh bên nào cũng được ấy. Cứ đánh bên nào cũng được, đến khi nào màn hình mọi người kiểu có dấu hiệu bị mờ mờ ấy. Đấy, mọi người để ý là màn hình mọi người kiểu cảm giác như đang bị say vậy, giống kiểu đang bị say vậy. Bắt đầu mọi người đổi sang thái cực khác. Đó, lúc này thì nó sẽ bơi sang thái cực khác và tự động nó sẽ bị stun. Đấy, do đứng ở bên thái cực kia quá lâu ấy, thì con cá này khi mà đổi qua thái cực khác thì giống kiểu nó bị sốc nhiệt vậy. Kiểu nó bị lăn đùng ra, nó ngã, nó ngất. Rồi, lúc này cứ đánh thôi, cứ đứng yên bên một thái cực và đánh. Đến khi nào màn hình của mọi người có dấu hiệu kiểu mờ mờ như kiểu như bị say ấy, thì bắt đầu mọi người đổi thái cực. Đây là cá âm dương mà. Cái này là để tăng thêm thời gian mà stun cho mọi người dồn đam thôi, chứ chả có gì cả. Con này cứ dãy đành đạch chứ có gì đâu. Đấy, mọi người cảm giác như là bắt đầu màn hình mọi người có dấu hiệu kiểu bị chán chán, say say, mờ mờ ấy. Mọi người đổi thái cực. Đấy, cô gái là đổi ngay. Bắt đầu nó vừa qua phát là nó bị sốc nhiệt, cái nó ngã ngay mà. Đó, đây là cái cách đánh nó để cho nó dễ, nó gục nhiều lần hơn để mọi người dồn đam nhanh hơn ấy.
Tại con này rất là trâu.善罢甘休的，你眼里这地府天翻不过是人家案板上一碗冷饭。这次溜了，老朱我才刚打了个盹儿，少少端同这等猖狂，以前也是个清白出身，说起来都是大师兄造的孽，命不好就罢了，又爱上了不该爱的人。Thì cái ông thổ địa vừa rồi ấy, là hồi xưa là một tiên đồng trên trời, kiểu có trách nhiệm là quản lý cái trông coi cái lò bát quái cho thái thượng lão quân ấy. Nhưng mà khi mà thái thượng lão quân bắt nhốt Tôn Ngộ Không vào trong cái lò bát quái và quạt bằng lửa tam muội chân hỏa để mà luyện Tôn Ngộ Không thành viên tiên đơn luôn ấy, thì cái lúc đấy thì trách cái tiên đồng đấy, tại vì mày quạt yếu quá cho nên là Tôn Ngộ Không mới thoát ra ngoài rồi đạp cái lò luyện của tao bay xuống dưới gì ta hỏa diệm sơn này, để hỏa diệm sơn này lúc nào cũng có lửa ấy. Cho nên là phạt tiểu đồng này xuống đây làm thổ địa. Thì hồi xưa cha em chưa biết giới nói vậy, kiểu danh phận thì cũng có trên trời cái kiểu, nhưng mà chỉ vì Tôn Ngộ Không đạp cái lò luyện đơn ấy, cho nên mới đầy xuống đây làm kiểu làm thổ địa. Ok, chúng ta lấy item bên đây. Rồi ở chỗ này còn có một chỗ để chúng ta thiền định nữa. Đấy, khi đến đây là chúng ta hoàn thành được cỡ 1/3 chapter rồi. Cũng khá là dễ đi. Ok, rồi đó tất cả những item quanh cái điện này rồi. Bây giờ chúng ta dùng lệnh bài dịch chuyển về thôi.